Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình quay ngày 8 tháng 3 tại thành phố Tây Bình. Chương trình được tổ chức tại công viên Kiểu Bá các bạn nhé. Khi MC người ta nói là mình phải di chuyển luôn, chứ cái hàng vừa xong là chúng ta làm chưa được nhá. Đi lại. Bây giờ mình phải nhận diện câu nói của MC để mình đi nhá. Vâng. Các chị về vị trí đi. Đi lại. Nhớ khi nào em nói cái câu mà trình diễn lên khúc dân vũ thì mọi người hãy đi. Bởi vì cái câu sau đây xin mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, chị em phụ nữ và con nhân dân, thì cái câu đấy sẽ được lặp lại rất là nhiều trong chương trình của tối ngày hôm nay. Mọi người chúng ta lưu ý giúp em. Mọi người về vị trí giúp em nào, về cho cái đẹp cho em. Cô ổn định trật tự để nghe MC giới thiệu. Tập trung nào. Điềm. Được chưa ạ? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với màn trình diễn liên khúc dân vũ tập thể do 19 xã phường thành phố tình yêu và bài ca phụ nữ Việt Nam. Tiết mục này đã được biên đạo và chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng. Các chị em phụ nữ đã phải tập luyện hăng say để ghép với nhau 19 xã phường thị trấn. Gần 400 chị em phụ nữ sẽ kết hợp với tiết mục này. Sao thế nhỉ? Sao thế? Mọi người ơi, chỉ có 1 phút, chưa đến 1 phút khoảng 30 giây để mọi người chúng ta di chuyển ổn định thôi. Em sẽ không thể nói dài hơn được. Đã. Và thiếu một cái hàng này à? Thiếu hẳn một hàng ạ. À? Chị là đơn vị nào đấy ạ? À? Xa à? Xanh thế bao.
và tình yêu long lanh trên mắt người. Dù có tới những miền trời rất xa, đâu có nơi nào ngập tràn tình yêu như quê nhà. Khi xa năm xưa cùng bao buồn vui thương nhớ, để bây giờ làm thành phố của ước mơ. Hãy subscribe.
trong tiết mục trước chúng ta đã cùng làm quen với những động tác rất là dẻo dai và rất là khó thực hiện của các chị em đến từ câu lạc bộ yoga thành phố. Và ngày sau đây sẽ là màn đồng diễn yoga yêu ngắm Thái Bình ơi, viết về chính mảnh đất quê hương chị hai năm tận Thái Bình của chúng ta. Và xin mời tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng chị em hội viên phụ nữ và bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên phía sân khấu chính để cùng theo dõi màn đồng diễn tiếp theo. Xin mời.
yoga, yêu lập Thái Bình ơi. Chúng ta cũng muốn chạy lại không ạ? Sai nhạc á? Nhà thế nào thì Thái Bình là người ta không thể chê trách gì được mình cả, đúng không ạ? Thái Bình của chúng ta có cái biệt danh là mọi người có thể nói là rất là hiếu khách, cho nên là mong rằng mọi người chúng ta di chuyển dưới giúp em. Các chị ơi, em có cái chồng ghế đỏ như ở đây, mọi người thông cảm ngồi ghế đỏ giúp em ạ. Không, con không đuổi các ta, mà con mời các ta ngồi xuống dưới một chút. Ở bên trên này là của ưu tiên cho lãnh đạo. Thay mặt cho bên ban tổ chức và lực lượng công an an ninh bảo vệ cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng thông báo chủ nhân của những biển số xe sau đây. Thưa quý vị, chúng ta nghe thật rõ giúp em ạ. 17A25809, 17A18265, 17A33029, 17A054202. Em đọc lại ạ. 4 chiếc xe ô tô đậu ở giữa cổng chính của công viên. Mời các chủ phương tiện chúng ta vui lòng di chuyển. Chúng tôi không dùng biện pháp cưỡng chế nữa, cho nên là mời quý vị chúng ta thông báo qua hệ thống âm thanh. Xin mời chủ nhân của biển kiểm soát 17A25809, 17A18265, 17A33029 và 17A05402.
Trân trọng cảm ơn tiết mục Mùa Xuân Dẫn Về Hồng Phong trình diễn và biểu diễn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài Múa Xuân Về Trên Bản Mông do các cô giáo đến từ trường mầm non Trần Lãm thể hiện. Trân trọng kính mời.
thông do các cô giáo trường mầm non Trường Lắm thể hiện. Thưa quý vị, những tiết mục mở màn như vậy rất là đặc sắc. Mời quý vị vỗ tay hơi bé. Kính thưa quý vị, nhà thiết kế Hằng Phạm lấy cảm hứng từ những hình ảnh đặc trưng vùng đất chị Hai Năm Tấn với cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, hòa quyện cùng nền văn hóa lịch sử chùa keo cổ kính, đền Trần linh thiêng, làng nghề chạm bạc Đồng Sâm, bãi biển Đồng Châu. Nhà thiết kế Hằng Phạm đã tạo nên bộ sưu tập áo dài ấn tượng miền di sản Thái Bình. Bộ sưu tập áo dài miền di sản là sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, không chỉ là thời trang mà thiết kế còn truyền tải được ý nghĩa về vẻ đẹp cũng như giá trị văn hóa của quê hương Thái Bình. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng chào đón với bộ sưu tập của nhà thiết kế Hằng Phạm miền di sản Thái Bình. Xin mời. Truyền tải được ý nghĩa và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và truyền tải được giá trị văn hóa của quê hương Thái Bình. Và những người mẫu đầu tiên của chúng tôi là các chị em phụ nữ đến từ 19 phường xã. Và xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu chính để cùng theo dõi. Chị Phạm Thị Hồng Tươi sinh năm 1984, hội viên hội phụ nữ phường Trần Lám, hiện đang là giáo viên trường mầm non Trần Lám, với phương châm sống vui vẻ, làm việc bằng tâm, yêu trẻ bằng trái tim. Chị luôn tích cực trong công tác cũng như hoạt động phong trào của trường và địa phương. Một chào đón thật lớn tới chị Phạm Thị Hồng và chúng ta chào đón chị Hoàng Thị Vân Anh, sinh năm 1996, hội viên phụ nữ xã Phú Phúc, hiện tại là phó bí thư đoàn thanh niên xã, luôn nhiệt huyết với phong trào và hoạt động của đoàn xã, là người đi đầu, là người tiên phong nhiệt huyết trong các hoạt động để đưa các hoạt động phong trào thanh niên của xã phát triển và đi lên. Trước mắt chúng ta là chị Vũ Thị Tươi, sinh năm 1989, là hội viên phụ nữ phường Hoàng Diệu. Chị luôn gương mẫu trong phong trào phụ nữ của hội, tích cực tham gia các hoạt động và là hội viên tiêu biểu của phường Hoàng Diệu. Ngoài chăm sóc gia đình, chị vinh danh cây cảnh, phát triển kinh tế và làm đẹp môi trường. Một chào tay thật lớn của quý vị dành cho ba người mẫu đầu tiên của chúng tôi. Xin chào, cảm ơn chị Phạm Thị Hồng, chị Hoàng Thị Vân Anh và chị Vũ Thị Tươi. Bộ sưu tập miền di sản Thái Bình được sử dụng chất liệu lụa SVF thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam, với phong dáng áo dài ly vuông kết hợp kỹ thuật đính đá pha lê và thêu tay thủ công của chị em làng nghề Minh Lãng đã tạo nên những tác phẩm độc đáo và đẳng cấp. Ngay sau đây xin kính mời quý vị sẽ cùng tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm trong bộ sưu tập miền di sản Thái Bình. Chúng ta đang chiêm ngưỡng hai tông màu rất nổi bật trong bộ sưu tập miền di sản Thái Bình, thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam kết hợp với kỹ thuật tiêu tay thủ công đính đá của làng nghề Minh Lãng đã tạo nên những tác phẩm cực kỳ độc đáo và đẳng cấp. Xin cảm ơn chị Vũ
Bùi Thị Thúy Hằng, sinh năm 1985, là Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Tiền Phong. Chị luôn nhiệt tình với phong trào công tác của hội, của phường, góp phần vào các thành tích của phường. Năm 2023, Hội Phụ Nữ Phường được Hội Phụ Nữ tỉnh. Chúng ta cùng chào đón chị Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh năm 2003, là hội viên phụ nữ xã Tâm Hòa, là một người phụ nữ hiện đại, yêu cái đẹp, luôn mong muốn mang đến cho chị em phụ nữ những hình ảnh tươi mới. Bởi vậy, chị lựa chọn công việc chăm sóc sắc đẹp để góp phần tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập Viện Di sản Thái Bình. Xin mời quý vị, 5 người mẫu của chúng tôi, 5 bông hoa xinh đẹp là các chị em hội viên hội phụ nữ của 19 phường xã trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Bộ sưu tập nhà thiết kế tá phường đã làm nổi bật nhiều hình ảnh biểu tượng như cổng chào Quảng Ninh, sông xếp phố sửa nhấp nhô, như những dãy núi trùng điệp biểu trưng cho truyền thống văn hóa và lịch sử của tỉnh. Cách điều 13 huyện thị thành phố, hình ảnh doanh nghiệp gạch men Vĩnh Thắng đại diện cho sự phát triển của Đông Triều, mạo vận Yên Tử thiêng liêng, kỳ quan Vịnh Hạ Long vang danh thế giới. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài về miền di sản Quảng Ninh. Chị Trần Hải Tuyết, sinh năm 1983, hội viên phụ nữ Phú Đông, hiện đang công tác tại trường mầm non Phú Đông. Chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, luôn giữ niềm đam mê và tình yêu tâm huyết với nghề giáo, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng. Chị Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1982, hội viên hội phụ nữ xã Phú Xuân, hiện tại là giáo viên trường mầm non Phú Xuân. Chị là hội viên gương mẫu trong đơn vị công tác, luôn tích cực tham gia mọi phong trào của ngành và địa phương. Chị Phạm Thị Nhung, sinh năm 1992, là hội viên phụ nữ xã Tân Bình. Chị là hội viên nhiệt tình trong các phong trào của xã, của hội, và đặc biệt chị là tấm gương tiêu biểu của người phụ nữ hiện đại làm kinh tế giỏi. Và xin một tràng pháo tay thật lớn của quý vị với bộ sưu tập áo dài miền di sản Quảng Ninh. Chị luôn nhận được sự tin yêu của phụ huynh, học sinh và nhân dân.
2022-2023 chỉ được nhận giấy khen của Ủy ban thành phố Thái Bình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập Miếng Di Sản Quảng Ninh. Di Sản Hải Dương, xin mời.
pháo tay thật lớn dành cho tất cả những người mẫu, những người phụ nữ của chúng ta ngày hôm nay. Chiêm ngưỡng các mẫu thiết kế áo dài sang trọng của nhà thiết kế Hằng Phạm Thái Bình. Qua ý tưởng và bàn tay khéo léo của nhà thiết kế đã tạo nên những sản phẩm làm tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn tiếp theo của nhà thiết kế Hằng Phạm Thái Bình.
ngưỡng lại từng gương mặt, từng tác phẩm áo dài là những tác phẩm nghệ thuật của những nhà thiết kế đã trình diễn và giới thiệu bộ sưu tập của mình tới tất cả các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các chị em phụ nữ và toàn thể nhân dân. Kính mời quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể bà con nhân dân sẽ đến cùng đến với tiết mục câu lạc bộ yoga nữ thành phố, tựa đề Hơi thở mùa xuân. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để đến với tiết mục của câu lạc bộ yoga nữ thành phố, tựa đề Hơi thở mùa xuân, với những động tác rất bài bản, rất khó và được các chị em đã tập luyện hăng say và thể hiện rất chuyên nghiệp. Và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Người này vừa béo thì thôi.
yoga nữ thành phố với tiết mục Hơi thở mùa xuân. Xin cảm ơn các fan nữ cũng đã dành những lá hoa tươi thắm tới các chị em của câu lạc bộ yoga nữ thành phố. Chúc cảm ơn rất nhiều và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng những kết xuất của đội ngũ huấn luyện viên và hội viên của hệ thống phòng tập Lady Fit Thái Bình. Thưa quý vị, Lady Fit Thái Bình là hệ thống phòng tập phương pháp giảm béo bền vững dành riêng cho nữ đầu tiên tại Thái Bình. Bằng sự kết hợp giữa việc tập luyện và dinh dưỡng khoa học, không ăn kiêng, không tập nặng, không dùng thực phẩm bổ sung, Lady Fit mang đến phương pháp giảm béo lành mạnh, an toàn, hiệu quả và bền vững dành cho các chị em phụ nữ tại Thái Bình. Thưa quý vị, trong suốt 2 năm hoạt động vừa qua, Lady Fit Thái Bình đã giúp hàng trăm chị em thay đổi vóc dáng để trở nên thon gọn hơn, tự tin hơn và có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình mong muốn. Kính thưa quý vị, đi đầu sẽ là đội ngũ huấn luyện viên. Những cô gái, chàng trai đã giúp rất nhiều chị em tại Thái Bình thay đổi vóc dáng thành công. Họ là đại diện cho tuổi trẻ, sức khỏe và sự nhiệt huyết. Đi đầu là Phương Thảo, sở hữu cho mình một body đáng mơ ước của rất nhiều chị em. Nhờ vào thói quen tập luyện và dinh dưỡng khoa học, Phương Thảo đã truyền động lực tập luyện và thay đổi vóc dáng cho rất nhiều chị em khi đến với Lady Fit. Quý vị, tiếp theo sẽ là những người mẫu của chúng tôi đến từ Lady Fit Thái Bình. Trên màn hình và sân khấu chính của quý vị là cô gái được mang tên Phương Thảo. Và thưa quý vị, tiếp sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với cô gái Hà Giang. Với 2 năm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp, Hà Giang đã giúp cho 35 chị em thay đổi vóc dáng, thành công, tự tin trong cuộc sống. Thưa quý vị, trước sân khấu chính và tầm mắt của quý vị là Hà Giang. Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị. Và tiếp theo Minh Huệ. Minh Huệ với khả năng chuyên môn rất cao, tận tình, chuyên nghiệp, Minh Huệ đã giúp rất nhiều chị em giảm được mức cân nặng kỷ lục. Và trước mắt chúng ta đang là Minh Huệ. Và thưa quý vị, tiếp theo cô gái Minh Huệ, chúng ta sẽ cùng đến với Tâm Như. Luôn có cho mình một châm ngôn là con gái phải xinh, là phụ nữ phải đẹp. Các chị em đến với Lady Fit tập luyện cùng Tâm Như sẽ đều có kết quả xinh và đẹp. Chúng ta cùng gặp gỡ Phạm Yến. Phạm Yến đã tập luyện và tìm hiểu về bộ môn gym từ rất sớm. Với kinh nghiệm 3 năm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp, Phạm Yến là một trong những dũng sĩ diệt mỡ của hệ thống Lady Fit Thái Bình. Và thưa quý vị, bé duyên với nghề huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng được gần 2 năm rồi. Và bây giờ là Huyền Trang. Cô gái Huyền Trang với phương châm làm việc tận tâm, hết lòng vì khách hàng, đã cùng Lady Fit giúp rất nhiều chị em giảm cân thành công và hiệu quả. Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn Huyền Trang. Trước mắt quý vị là Quang Anh, một chàng trai có hình ảnh hội viên thay đổi ấn tượng nhất của Lady Fit Thái Bình. Để giúp chị em hội viên đạt được kết quả cao, Quang Anh đã hình thành tính kỷ luật và sự quyết tâm cho từng chị em hội viên của mình. Và thưa quý vị, tiếp theo là chàng trai rất điển trai Thế Anh. Với kinh nghiệm 2 năm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng với kiến thức về y khoa, Thế Anh hiểu rất rõ chị em hội viên cần gì, muốn làm gì để giảm cân thành công. Một nụ cười rất điển trai. Tiếp theo là gương mặt rất khôi ngô, gương mặt Hà Trung, sở hữu body 6 múi khỏe mạnh. Từ đó đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho chị em hội viên tập luyện chăm chỉ và đạt được hiệu quả cao. Một thưa quý vị, một gương mặt điển trai
sẽ cùng chào đón chàng trai tiếp theo, Thái Vũ. Thưa quý vị, Thái Vũ là chàng trai vô cùng tâm lý, luôn nắm bắt được mong muốn của chị em hội viên, động viên và thúc đẩy tinh thần tập luyện của các chị em để đạt được những mục tiêu đề ra. Thái Vũ là một hình mẫu PT lý tưởng mà chị em cần có. Tiếp theo là các hội viên đã và đang luyện tập tại Lady Fit Thái Bình, là những thành viên hết sức chăm chỉ, quyết tâm và đã có những sự thay đổi về vóc dáng hết sức ngoạn mục. Và đây là chị Nguyễn Thảo, người mẹ hai con tập luyện để lấy lại vóc dáng sau sinh. Chị giảm tới 12kg và đã về lại vóc dáng như thời con gái của mình. Xin được chúc mừng cho chị Nguyễn Thảo. Chúng ta cùng chúc mừng chị Minh Phương. Chị đã giảm tới 8cm vòng 2 sau 2 tháng luyện tập tại trung tâm. Vóc dáng chị bây giờ đã trở nên thon gọn một cách rõ rệt. Vâng thưa quý vị, hai mẹ con cùng trình diễn vẫn kết thúc. Và một chào tay thật lớn cho mẫu nhí của chúng ta nào quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo là chị Lê Thị Linh. Và chị Lê Thị Linh của chúng ta đã giảm tới 10cm vòng 2 sau 3 tháng tập luyện tại Lady Fit. Sau khi trở nên thon gọn, chị đã ở một thời gian riêng của mình. Và cảm ơn rất nhiều thưa quý vị. Và dành lời chúc tới chị Lê Thị Linh đã giảm tới 10cm vòng 2 sau 3 tháng tập luyện tại Lady Fit. Chúng ta cùng gặp gỡ chị Phạm Quỳnh. Chị đã giảm tới 18 cân sau quá trình 6 tháng tập luyện. Và giờ đây chị đã có vóc dáng hoàn toàn mới, thon gọn hơn, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Xin chào, cảm ơn và chúc mừng tới một cô gái rất cá tính, chị Phạm Quỳnh. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón chị Thanh Huyền, người đã giảm được 10kg trong vòng 2 tháng tập luyện tại Lady Fit và chuẩn bị theo chàng về dinh. Xin được chân thành cảm ơn và chúc mừng chị Thanh Huyền. Chúng ta cùng chào đón chị Hương Minh. Chị làm việc và công tác trong ngành y, bởi vậy chị hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc luyện tập đối với sức khỏe. Chị đã giảm 8 cân sau 4 tháng luyện tập tại trung tâm Lady Fit Thái Bình. Và xin được chúc mừng cho cô gái ngành y chị Hương Minh. Và thưa quý vị, tiếp theo trong trang phục của bộ đồng màu đỏ tươi, chị Phương Thảo. Dù bận công việc tại bệnh viện và gia đình, nhưng chị vẫn chăm chỉ tranh thủ những buổi trưa dành cho việc tập luyện. Chị đã giảm 7kg trong vòng 2 tháng tập luyện tại Lady Fit Thái Bình. Kính thưa quý vị, phần trình diễn tiếp theo là chị Lâm Thị Thu. Sau khi sinh 3 năm nhưng chưa thể về lại vóc dáng, được gia đình động viên, chị đã tham gia tập luyện và cải thiện vóc dáng. Hiện nay chị đã giảm được 10kg sau 6 buổi tập luyện cùng huấn luyện viên tại trung tâm. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho chị Lâm Thị Thu đã giảm 10kg sau 60 buổi tập luyện cùng Lady Fit. Và cuối cùng, hội viên có sự thay đổi ấn tượng nhất cho năm 2023 của Lady Fit Thái Bình, chị Nguyễn Thị Hiền. Chị Hiền sau khi sinh bé 4 cân, sau khi sinh 4 bé, cân nặng của chị đã có thời điểm lên đến 107kg.
đến nay chị đã giảm tới 22 kg trong vòng 3 tháng tập luyện. Giờ đây chị đã có một vóc dáng hoàn toàn mới, cơ thể bớt nặng nề, thon gọn và tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, đúng là không có vẻ đẹp nào bằng vẻ đẹp tự tin của người phụ nữ. Hãy để Lady Fit giúp chị em lấy lại vóc dáng, sự tự tin vốn có của mình. Và sau đây, các hội viên của Lady Fit Thái Bình xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Lady Fit Thái Bình xin gửi những lời chào thân thương và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Lại với câu lạc bộ yoga nữ thành phố với màn đồng diễn yêu lắm Thái Bình ơi, xin mời. Kính thưa quý vị, trên đây thì quý vị cũng đã gặp gỡ với các chị em của hội viên câu lạc bộ yoga nữ thành phố Thái Bình, và ngày sau đây chúng ta sẽ đến với đông hơn các chị em hội viên của yoga thành phố với những động tác yoga rất là mềm dẻo, rất là đặc sắc, rất là hấp dẫn. Và xin quý vị hãy cùng hướng về phía sân khấu chính để chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, cùng chào đón các chị em hội viên của câu lạc bộ yoga nữ thành phố với màn đồng diễn yêu lắm Thái Bình ơi. Xin mời. Vâng, xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với câu lạc bộ yoga nữ thành phố với màn đồng diễn yêu lắm Thái Bình ơi. Một lần nữa Lady Fit Thái Bình xin gửi lời chào thân thương tới quý vị. Cảm ơn đạo diễn Kết Quốc Anna Giang Phạm, top 8 hoa hồi tài sắc Việt Nam năm 2016 đã biên đạo cho chương trình Kết Quốc. Xin cảm ơn rất nhiều.
các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng các chị em hội viên phụ nữ thành phố Thái Bình và toàn thể nhân dân đã cùng theo dõi đón xem. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với tiết mục tiếp theo thì chúng tôi cũng rất mong rằng tất cả quý vị là bà con nhân dân, quý vị khán giả đang ở khu vực hai cánh gà bên tay phải và bên tay trái, xin mời bà con nhân dân cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ mục tiếp theo mà MC Tuệ Minh sẽ giới thiệu tới quý vị, xin mời. Và ngay sau đây là màn trình diễn liên khúc dân vũ tập thể của 19 phường xã. Xin kính mời quý vị đến với tiết mục Thành phố tình yêu và bài ca Người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, để ra dựng lên một tiết mục 40 người thôi đã thật sự khó rồi. Nhưng ngày hôm nay thì gần 400 người, các chị em đã hăng say tập luyện để có một chi màn đồng diễn cực kỳ đặc sắc và hấp dẫn. Thưa quý vị, 19 phường xã và mỗi phường xã sẽ có 20 thành viên sẽ cùng tham gia tiết mục đồng diễn. Và xin mời anh em bên khu vực kỹ thuật âm thanh và ánh sáng, chúng ta sẽ hướng ánh sáng về phía sân khấu chính của gian đồng diễn của chúng ta ở khu vực bên dưới. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nổ vào trong màn hình thật lớn để tiết mục sẽ chính thức được bắt đầu. Cùng bao buồn vui thương nhớ để
tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục bài ca Người Phụ Nữ Việt Nam, xin mời. Phụ Nữ Việt Nam, một trong những thành lớn nữa của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố Thái Bình, kỷ niệm 114 năm. Toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân đã dành thời gian quý báu của mình tới tham dự và chung vui với lễ kỷ niệm buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi tới ban lãnh đạo, quý vị khách quý lời chào thân ái nhất, kính chúc quý vị sức khỏe.